Rồi, hello mọi người. Hôm nay về tiếp tục về cặp lo Philips nữa mọi người. Philips nhận tiếp. Tiếp tục cặp nữa. Rồi, để mình tôi cho mọi người coi có đẹp không nha. Tiền thì không có mua gạo ăn mà không có tiền mua đồ chơi hoài. Rồi, không làm mất thời gian mọi người, nó để mở ra đi. Không có ăn, không có tiền mua đồ chơi hoài luôn. Quá kỹ. Từ con chất không của từ nhìn đã hay chưa, dày sọc luôn, quá chất. Philips dẫn tiếp. Này bị mất cái phễu rồi. Đáng lẽ nó có cái phễu nhưng mà bị thất lạc à. Để mình kiếm cái phễu khác mình nhắn vô sao. Phễu là chuyện nhỏ không có gì khó hết. Miễn nó còn zin hết là được, ok. Phễu là chuyện nhỏ. Mới cháu luôn mọi người ơi. Đây, nhận tiếp
tiếp đáy nè. OBT giờ nó dính liền luôn nè, không biết bao nhiêu ký nữa. Đây, giờ mình muốn xài thì mình gắn vô, còn không xài thì thôi thì mình bỏ ra chứ không có gì quan trọng. Xài thì gắn vô, còn không xài thì bỏ cục ra cũng được nữa. Âm ly mình cũng đã cục, có cục OBT sẵn rồi, đâu cần xài cục này. Ở đây nó có cái modem gì nè, nó có cái chữ gì nè. Chữ gì mình đọc không nổi luôn, không ra nổi luôn. Có hàng chữ gì mình đọc không ra nổi. Cũng từ cũng bơ, cũng chất lắm à. Đây. Quá đã. Này thì nó dạng phíp mà dạng phíp ngược, phíp nằm ở trên. Còn nãy là phíp nằm ở dưới. Ủa Philip thì nó làm gì mà đâu đủ đa dạng hết trơn. Có hồi kiểu này, có hồi kiểu kia. Nhớ không nổi luôn á. Làm mẹ nó một lỗi thôi. Làm cho hồi ngược, có hồi xuôi. Không nhớ nổi luôn. Biết đầu thiệt chứ. Rồi, ok. Bye mọi người.